第173天 Ngày 173 Mình hôm nay đi vào bên trong đó xem xem Mình ở đây chỉ chúng ta, chúng mình 我们今天去那里面看看我 Mân Chín Thiên Chuy 那里面看看，我们今天去那里面看看。我们今天去那里面看看。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Quyết định vậy nhé, một lời đã định. Yến yên quấy tỉnh. Đăng ký một cái tài khoản Facebook. Rủ ý cửa trang họ. Nhất định khác rồi đúng không? Ý định cửa là bà. Xin đợi chút, dùng cách lịch sự. 请稍等 chờ Chất, Chất, Chất lượng, Có dự định hay không? Tả bổ tả soạn. gọi điện thoại thông báo cho chị. chị điện thoại, Cứ nói tiếng trung suốt. 一直说中文 loại phương pháp này. 这种方法. luôn luôn thông thường còn coi là được. luôn 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 chọn chuyên ngành tiếng Việt Nam. Chuyển Việt Nam ủy chuyên nghiệp. Còn đang ở trong hòm, còn đang ở trong vali. Hãy giải sang tử lý. Bữa tối. Hoàn san. Mình đi thôi, với nghĩa chúng ta đi thôi. 咱们走吧。富贵花，华人街，秋等立瓜，没去过，不，太清楚，不太清楚，将来可空有，应该有不少吧。 đi vào bên trong đó xem xem，去那里面看看。